Mời mọi người ăn bánh bột chiên nha. Chụp hình luôn nha. Các bạn ơi, xin chào buổi sáng mọi người. Bây giờ ở bên Úc là 9 giờ sáng và mình chuẩn bị đi làm lúc 10 giờ rưỡi. Thì bây giờ mình sẽ chiên bánh bột chiên này để mà tí đem vô chỗ làm cho mấy chị ăn nè. Thì hôm qua cái số lượng bột của mình làm tổng cộng là 400g bột gạo, 100g bột năng với lại một củ khoai môn, thì mình hấp được hai hộp bánh này, hai hộp. Mà hôm qua không có thời gian nên mình chỉ quay có hấp có một hộp này thôi. Thì đây là thành phẩm của mình. Sau đó mình để nguội, hấp rồi chín để nguội và mình để vô tủ lạnh nè. Thì bây giờ mình sẽ chiên bánh. Mình có chuẩn bị một tô hành, rồi với lại một chục cái trứng gà để tí xíu mình chiên mình đập vô đó. Còn ở đây á, là dưa chua hôm qua mình làm, mình có quay luôn nước chấm. Bây giờ mình sẽ cắt cái bánh này ra rồi mình chiên. Ở đằng trong cái lúc mà chiên cắt cái bánh này á, là ở đằng bếp mình đã chuẩn bị sẵn một cái chảo dầu ăn đang bắt lên cho nó nóng rồi đó mọi người. Mình cắt bỏ cái mặt này đi, tại vì để lạnh nó khô rồi, nó cứng như chả. Nhưng mà mọi người nhớ gáp lại nha, nhớ gáp cái mặt lại nó bị cứng đó. Hồi tối mình quên á, cái mình để vô tủ lạnh luôn nên cái mặt nó cứng, mình mới cắt bỏ thôi à. Rồi bây giờ mình sẽ cắt khoảng chắc này thôi, tùy sở thích mọi người quá. Mình thì mình cắt 1 cm. Bề này là bề rộng á, là 1 cm, khoảng là 1 cm. Còn bề rộng là khoảng 2 cm, còn bề dày là 1 cm. Nó cắt miếng vuông vuông nhỏ nhỏ vừa ăn vậy nè. Rồi mình để qua dĩa. Rồi bây giờ mình sẽ cắt hết cái ổ bánh này nha mọi người. Mọi người ơi, sau khi mà mình cắt cái hộp bánh đầu tiên á, mình được một dĩa này. Bây giờ mình sẽ lấy cái chai hắc xì dầu nè, mình bỏ một tí xíu vô đây, mình trộn đều lên cho cái mỗi cục bánh nó có thấm cái màu á, nâu nâu á, rồi mình mới để vô mình chiên. Cái nồi bỏ vô trộn cho nó mau. Đoạn này mất thời gian quá à, để sau đi nha mọi người. Rồi xong mình bỏ màu vô, mình trộn cho cái bánh nó có màu nâu nâu đều vậy nè. Rồi bây giờ mình sẽ để vô chảo mình chiên. Tiết kiệm thời gian mình chiên hai chảo luôn mọi người ơi. Bây giờ bánh mặt kia nó vàng rồi thì mình trở về bên đây cho nó vàng, chiên hai chảo luôn. Tại vì cũng sắp tới giờ đi làm rồi đó. Bây giờ cái bánh nó vàng rồi đó, vàng nó giòn rồi à, thì mình sẽ đập cái trứng bỏ vô. Cái em chà chà cho nó để ra cái
em thấm nhiều. Em lùa anh đi qua bên em thiếu nè. Bên đây mình chiên để nhà cho chồng với lại chị ăn. Còn một dĩa chiên mình đem đi chỗ là đẹp không mọi người. Đây là lần thứ hai mình làm bánh này tại nhà. Bây giờ mình sẽ lấy bánh nha. Cái phần lấy bánh mới vất vả này nha. Mình không thích ăn cái trứng chiên quá chín á, mình kiểu như hơi ướp la á, nên là nó còn hơi lòng đào vậy. Mình thấy là lấy ra hơi vất vả nè. Ok là mời mọi người ăn bánh bột chiên nha. Chụp hình luôn nha. Bánh chín rồi, bây giờ mình sẽ cắt ra làm ba cho dì chồng và mình ăn thưởng thức để mọi người biết cái cảm giác cảm nghĩ về bánh này như thế nào nha. Nhìn giống bánh pizza quá à. Rồi. Cho dì miếng bự luôn. Rồi làm bỏ vô. Rồi bỏ dưa chua lên. Rồi mình sẽ chan nước tương tỏi ớt lên. Lên bánh. Rồi, con mày vậy. Cảm ơn con, hấp dẫn quá ha. Dạ, ngon không? Sủa nẻ luôn. Rồi bây giờ mình sẽ làm tô cho bạn yêu dấu. Đây của bạn yêu dấu nè. Bạn dấu yêu. Đi chửi hoài. Chú yêu mà. Rồi, nha. Em khỏi lấy cái dĩa này để dơ dĩa. Đó, em ăn dĩa này à. Của mình à, ít thôi. Rồi. Tương tỏi ớt lên, ok. Rồi. Mời mọi người ăn bánh bột chiên nha. Bánh bột chiên khoai môn. Thêm nước mắm. Nước mắm thế sao anh? Hơi lạc thế chứ. Hơi lạc hả? Em không biết ở trong khẩu vị mọi người nhờ hai luôn. Thôi thà làm lạc thì chan nhiều cũng tiếc. Ăn một miếng bánh. Có hành. Nước bánh có hành, có trứng, rồi có dưa chua, nước chấm, thấm thấm vô. Giòn giòn, béo béo. Thôi nhưng mà để cho
trồng với lại gì mình cảm nhận đi. Thơm mùi môn. Ăn cái này ăn giống bánh, ăn bánh pizza. Béo béo. Ăn xong cho con cảm nhận đi. Bánh này kêu là bánh bột chiên rồi. Dạ. Giờ mình sẽ quay cái quay gì và cảm nhận của gì về món bánh này. Ngon lắm, ăn không? Thì con về gì nói thiệt cho con nghe đi. Ngon hay dở không? Ngon hay dở hay sao mình nói thiệt cái gì không sao. Đâu cần, đâu phải mình quay lên quay phim rồi mình khen ngon. Ngon đâu. Dạ. Phải khen dở chứ. Có dở có ngon à. Khen mà khen dở. Mà cái này phải ăn hai dĩa mới được, một dĩa không có đủ. Lạ hồi hồi đó giờ gì mới ăn cái loại bánh như vậy nè. Dạ. Nếu mà dì thích thì mai mốt con làm nữa. Làm bánh này cũng... như bánh bầu vậy. Hả? Cái bột này có nước cốt dừa không? Dạ không. Bột không hả? Dạ. Mà dì ăn thấy béo không vậy? Dạ. Dạ. Với lại con nghĩ là có trứng á. Môn trứng. Môn với trứng. Tí xíu con sẽ đem vô trong chỗ là ít cho mấy chị làm chung với con ăn. Bữa nay con đi làm không? Dạ đi, con ăn không con đi à. Ủa? Dạ. Bữa nay cũng đi chứ. Ngon quá. Có không ha? Có mà. Nhớ không? Có. Ăn sáng mà. Chút gì? Ít thôi, chút về. Ăn. Ăn nữa. Hai dĩa nữa. Chắc hồi em đem theo gói mì vô chỗ làm em ăn quá. Rồi. Không nhớ cơm. Đem gói mì hả rồi. Ăn này nè. Một, hai, một, hai, ba, bốn, năm, tám tiếng hả? Rồi ăn bột này vô hồi trong bụng mình nó nở ra. Nở không? Con nghĩ là nở. Bột này vô bụng nó nở ra. Ăn cái chiên giòn rồi lại gì thích hơn là cái mềm á. Dạ. Giòn này hơi khác à. Hơi khác, con chiên hơi khác khác ăn nó mới ngon. Giòn nhìn. Dạ. Nhưng mà khác là ăn bệnh không được. Không, không phải vậy khác. Nhưng mà nó vàng, nó giòn đó. Vừa giòn hả? Làm món nào mà người thân á, mình ăn ngon là mình vui. Chị á thì không sao hết trơn á, có cái miệng kia kìa, nó ăn nó đã luôn á. Mọi người nhìn thấy hấp dẫn không? Nhìn thấy đẹp mắt không? Mình sẽ, mình còn 3 cái như vậy nữa. Bây giờ mình sẽ đem vô trong chỗ làm cho mấy chị đồng nghiệp của mình ăn. Rồi mình xin chào tạm biệt mọi người clip này nha. Cảm ơn mọi người đã xem gì video. Bye bye. Dì chào tạm biệt cũng gì. Bye. Đừng ăn. Bận rồi. Dì nhướng nhướng cho bye. Nó sợ luôn. Đen nó sợ gì á. Bye mọi người.